cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi để tạo điều kiện trong việc tiếp quản khu mỏ. Vào tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập khu Hồng Quảng trên cơ sở sáp nhập đặc khu Hòn Gai và tỉnh Quảng Yên. Trước đó, ngày 8 tháng 8 năm 1954, tỉnh Hải Ninh hoàn toàn giải phóng. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1955, khu Hồng Quảng cũng hoàn toàn giải phóng. Đảng bộ khu Hồng Quảng và Đảng bộ tỉnh Hải Ninh đã lãnh đạo nhân dân bắt tay vào thực hiện hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Xét thấy việc hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh thành một đơn vị hành chính có nhiều điểm thuận lợi về kinh tế, quốc phòng. Đầu tháng 7 năm 1963, Ban Thường vụ khu ủy Hồng Quảng và Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Ninh tổ chức hội nghị liên tịch, bàn và nhất trí đề nghị Trung ương hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh thành một đơn vị hành chính. Ngày 4 tháng 10 năm 1963, Ban Bí thư Trung ương Đảng có công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Bộ Nội vụ, Văn phòng Nội chính, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ khu ủy Hồng Quảng và tỉnh ủy Hải Ninh về việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thống nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một tỉnh để nghiên cứu kế hoạch thi hành. Ngày 7 tháng 10 năm 1963, Ban Thường vụ khu ủy Hồng Quảng và Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Ninh họp hội nghị liên tịch và ra nghị quyết về việc hợp nhất. Theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 1963, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 2 đã ra nghị quyết quyết nghị phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Việc sáp nhập tỉnh Hải Ninh với khu Hồng Quảng theo tôi là hợp ý Đảng và dân. Ý Đảng ở đây là nghị quyết của Bộ Chính trị có nghị quyết. Lòng dân ở đây là Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Ninh có nghị quyết đề nghị hợp nhất hai tỉnh. Tin tưởng rằng hai tỉnh hợp nhất lại thành sức mạnh để hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ, do hai Đảng bộ đưa ra. Sau khi hợp nhất, tỉnh Quảng Ninh có diện tích 7.076 km², dân số là 447.387 người, gồm 11 huyện, 5 thị xã, 158 xã. Nhân dân cán bộ toàn tỉnh vui mừng phấn khởi về sự kiện lịch sử trọng đại này. Có một cái điều rất lý thú là thế này. Người ta quên mất cái danh xưng của địa danh Hồng Quảng và địa danh Hải Ninh. Người ta chỉ nói mỗi Quảng Ninh thôi. Tôi là dân Quảng Ninh. Tôi là người Quảng Ninh, không có Hồng Quảng và Hải Ninh. Ở bọn tôi ra Hải Ninh cũng thế, người ta cũng chỉ nói Hồng Quảng Ninh nhưng không nói Hải Ninh nữa. Thì đấy là một cái không khí, tôi cho rằng là cái ý chí đoàn kết của nhân dân hai tỉnh, hai địa phương là rất nhanh, mà có ý thức từ đầu. Được rèn luyện, được huấn luyện, được giáo dục, được đào tạo từ đầu. Ngày 18 tháng 11 năm 1963, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra nghị quyết số 85, nghị quyết hợp nhất hai đảng bộ. Sau hợp nhất, đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư khu ủy Hồng Quảng, được chỉ định tiếp tục làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Đồng chí Hoàng Chính, Bí thư tỉnh ủy Hải Ninh, được chỉ định làm Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Các cơ quan nhà nước ở hai tỉnh cũng lần lượt được hợp nhất là một. Từ mùng 1 tháng 1 năm 1964, tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động chính thức, tạo thành một thể liên hoàn cả về chính trị, kinh tế, quân sự, phát huy được sức mạnh tổng hợp của vùng Đông Bắc rộng lớn của Tổ quốc. Sự kiện thành lập tỉnh Quảng Ninh là một trong những dấu mốc quan trọng để giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào thời kỳ cách mạng mới, chuyển hướng nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ thời bình sang thời chiến, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.